Chào tất cả các em. Hôm nay thầy rất vui được gặp các em qua chương trình dạy học trên truyền hình. Thì hôm trước thầy Quốc Anh đã có hai buổi cùng làm việc với các em. Trong đó một là phân tích đề tham khảo lần 2. Hai là ôn tập nội dung trọng tâm phần cơ chế di truyền và biến dị. Hôm nay sang buổi thứ ba, thầy cho chúng ta cùng ôn ba cái nội dung cơ bản như sau. Một là ứng dụng di truyền học, hai là tiến hóa, ba là sinh thái học. Trong ba nội dung này, do nội dung rất dài nên thầy không thể nào dạy chi tiết từng nội dung cho các em, mà thầy chỉ cố gắng một là sơ đồ quả lại cho các em chúng ta cùng nắm nội dung. Thứ hai là thầy sẽ nêu những nội dung được gọi là cốt lõi nhất trong mỗi phần để cho chúng các em cùng ôn tập. Đầu tiên, mấy em sang chương 4, ứng dụng di truyền học. Tất cả các phương pháp chọn giống nói chung, quy trình đều giống nhau, gồm 3 bước. Bước 1, tạo nguồn nguyên liệu. Bước 2, chọn lọc, đánh giá chất lượng giống. Bước 3, đưa giống ra sản xuất đại trà. Thì với ba bước này, mấy em thấy ở bước đầu tiên, tạo nguồn nguyên liệu chọn giống. Với việc tạo nguồn nguyên liệu chọn giống, chúng ta có 5 cái phương pháp cơ bản như sau. Nếu nguồn nguyên liệu là biến dị tổ hợp thì chúng ta có phương pháp tạo dòng thừng, và cũng nguồn nguyên liệu là biến dị tổ hợp, chúng ta có phương pháp tạo giống có ưu thế lai cao. Với nguồn nguyên liệu là đột biến, chúng ta có phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Với nguồn nguyên liệu là tế bào hoặc mô, chúng ta có phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào. Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, chúng ta có hai cái lĩnh vực. Một là tạo giống công nghệ tế bào thực vật, và thứ hai là tạo giống công nghệ tế bào động vật. Nếu nguồn nguyên liệu đầu vào là ADN tái tổ hợp, thì chúng ta có phương pháp tạo giống là công nghệ gen. Thì đây là các phương pháp tạo giống trong chương 4 ứng dụng di truyền học. Trong chương này thầy chỉ hệ thống hóa lại các phương pháp cho các em. Trong từng phương pháp các em cố gắng đọc kỹ quy trình và các ví dụ đã cho trong sách giáo khoa. Trong phần này thầy không đi sâu vào chi tiết của từng phương pháp. Các em sang phần thứ hai là tiến hóa. Trong phần tiến hóa thầy cho chúng ta cùng ôn lại 6 nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất là bằng chứng tiến hóa. Nội dung thứ hai là học thuyết Darwin. Nội dung thứ ba là học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Nội dung thứ tư đó là loài và quá trình hình thành loài. Nội dung thứ năm, nguồn gốc sự sống. Và nội dung thứ sáu là phát triển sự sống trên trái đất. Thì đây là 6 nội dung cơ bản của phần tiến hóa. Trong 6 nội dung này thầy cho chúng ta sẽ cùng hệ thống hóa và đi sâu làm rõ từng nội dung cụ thể như sau. Ở phần bằng chứng tiến hóa, bằng chứng tiến hóa thì có 2 cái bằng chứng, đó là bằng chứng trực tiếp và bằng chứng gián tiếp. Thì theo chương trình tinh giảm của Bộ Giáo dục thì hiện giờ chúng ta chỉ cần ôn 2 cái bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất đó là bằng chứng tế bào học. Trong bằng chứng này chúng ta có 2 cái chú ý. Thứ nhất là mọi sinh vật đều được cấu tạo từ đơn vị cơ sở là tế bào. Thứ hai, tế bào nhân sơ là vi khuẩn, tế bào nhân thực đại diện là động vật thực vật, đều có 3 thành phần cơ bản là màng sinh chắc, tế bào chắc, nhân hoặc vùng nhân. Thì qua cái bằng chứng này cho thấy là sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. Bằng chứng thứ hai đó là bằng chứng sinh học phân tử. Trong bằng chứng này chúng ta xem xét 3 cái nội dung. Thì chúng ta biết rằng tất cả các protein của các loài đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin có sẵn trong tự nhiên. ADN của phần lớn
Các loài đều cấu tạo từ 4 loại nu A, T, G, X. Bộ mã di truyền dùng chung cho đa số các loài, trừ vài trường hợp ngoại lệ. Qua cái bằng chứng này cho thấy đến tận mức độ phân tử chúng cũng giống nhau, để chứng tỏ các sinh vật hiện nay có nguồn gốc chung. Có phải là khi có bằng chứng tiến hóa thì chúng ta mới đưa ra được học thuyết tiến hóa? Thì cái này không phải. Trước đây các nhà khoa học đã đưa ra được bằng chứng tiến hóa khi chưa có bằng chứng. Đó là các thuyết tiến hóa cổ điển. Điển hình là học thuyết của Darwin. Trong học thuyết của Darwin, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu hai cái luận điểm cơ bản. Luận điểm thứ nhất đó là biến dị cá thể. Theo Darwin, biến dị cá thể là các cá thể của cùng bố mẹ, mặc dù giống nhau với bố mẹ nhiều hơn so với các cá thể không có họ hàng, nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về nhiều đặc điểm. Chính những đặc điểm khác biệt này được di truyền cho thế hệ sau và cũng là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Luận điểm thứ hai theo Darwin đó là chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên theo Darwin thực chất là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể. Đối tượng của chọn lọc tự nhiên là các cá thể. Kết quả của chọn lọc tự nhiên tạo nên loài mới có những đặc điểm thích nghi với môi trường sống. Theo Darwin, từ một loài ban đầu tạo ra nhiều loài khác nhau, quá trình đó Darwin gọi là phân ly tính trạng. Theo quá trình phân ly tính trạng, suy rộng ra sinh vật đa dạng phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. Đó là một vài luận điểm cơ bản của Darwin. Vậy ngày nay người ta hiểu như thế nào là tiến hóa? Thầy trò chúng ta cùng xem phần thứ ba, nội dung thứ ba, đó là học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất của phần tiến hóa. Thì theo học thuyết tiến hóa hiện đại, tiến hóa gồm hai quá trình, đó là tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể để tạo thành loài mới. Tiến hóa lớn là quá trình làm xuất hiện các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Về nguyên liệu tiến hóa thì theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguyên liệu tiến hóa phải là các biến dị di truyền. Trong đó đột biến được xem là nguyên liệu sơ cấp, biến dị tổ hợp được xem là nguyên liệu thứ cấp. Ngoài ra còn một nguồn nguyên liệu từ các quần thể khác cùng loài đưa vào, đó là di nhập gen. Vậy để quần thể tiến hóa được, chúng ta cần các nhân tố tiến hóa. Vậy nhân tố tiến hóa là những nhân tố có khả năng làm biến đổi tần số allelen và thành phần kiểu gen của quần thể. Có tất cả 5 nhân tố tiến hóa như sau. Nhân tố thứ nhất, đột biến. Nhân tố thứ hai, di nhập gen. Nhân tố thứ ba, chọn lọc tự nhiên. Nhân tố thứ tư, các yếu tố ngẫu nhiên. Nhân tố thứ năm, đó là giao phối không ngẫu nhiên. Thì trong 5 nhân tố này, thầy trò chúng ta cùng đi vào chi tiết hệ thống hóa, làm rõ các nhân tố để các em cùng nắm. Nhân tố đầu tiên, đột biến. Đây được xem là nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa. Trong đó đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu. Đột biến làm thay đổi cả tần số allelen và thành phần kiểu gen của quần thể, nhưng rất chậm. Đột biến có thể tạo allelen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể. Đột biến thường là vô hướng, không xác định được. Nhân tố thứ hai, di nhập gen. Di nhập gen là hiện tượng các cá thể hoặc giao tử xâm nhập qua lại giữa các quần thể cùng loài. Di nhập gen thường có các đặc điểm chính như sau. Các cá thể cùng loài nhập cư có thể mang đến những allelen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể. Sự di cư thường làm giảm tính đa dạng di truyền. Sự nhập cư thường làm tăng tính đa dạng di truyền. Yếu tố thứ ba đó là chọn lọc tự nhiên. Đây là yếu tố được nghiên cứu kỹ trước
vì vai trò quan trọng của chúng. Chọn lọc tự nhiên, không tạo ra kiểu gen mới mà chỉ sàng lọc, loại bỏ những kiểu gen có sẵn. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình qua nhiều thế hệ, dẫn đến hệ quả là chọn lọc kiểu gen. Chọn lọc tự nhiên thực chất là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể khác nhau trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số allele theo một chiều hướng xác định, do đó nó sẽ quy định chiều hướng tiến hóa. Chọn lọc tự nhiên chống lại allele trội hiệu quả nhanh hơn chọn lọc tự nhiên chống lại allele lặn. Chọn lọc tự nhiên đối với quần thể sinh vật đơn bội có hiệu quả nhanh hơn quần thể sinh vật lưỡng bội. Đó là yếu tố thứ ba. Thầy cho chúng ta sang yếu tố thứ tư là các yếu tố ngẫu nhiên. Các yếu tố ngẫu nhiên thường là các yếu tố thời tiết như bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, vân vân. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi đột ngột tần số allele của quần thể, dẫn đến làm giảm tính đa dạng di truyền. Làm thay đổi tần số allele không theo một chiều hướng xác định. Một allele nào đó dù có lợi cũng có thể loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể. Nhân tố tiến hóa cuối cùng đó là giao phối không ngẫu nhiên. Giao phối không ngẫu nhiên, đây là nhân tố khá đặc biệt, không làm thay đổi tần số allele, chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng tỷ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỷ lệ kiểu gen dị hợp, dẫn đến làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. Qua năm nhân tố tiến hóa, các em cần lưu ý một số đặc điểm như sau. Những nhân tố làm thay đổi tần số allele không theo một chiều hướng xác định gồm có các nhân tố đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên. Những nhân tố có thể làm tăng tính đa dạng di truyền gồm đột biến và nhập gen. Những nhân tố có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể gồm giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên và di gen. Những nhân tố có thể tạo ra kiểu gen mới cho quần thể là giao phối không ngẫu nhiên, đột biến và nhập gen. Đó là nội dung cốt lõi của phần thứ 3 trong thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Mấy em sang phần thứ 4, nội dung thứ 4, lồi vào quá trình hình thành lồi. Trong phần thứ 4 này, các em cần nắm lại 4 cái phương pháp hình thành lồi. Phương pháp thứ nhất là hình thành lồi bằng cách ly địa lý, hay còn gọi là hình thành lồi khác khu vực địa lý. Phương pháp thứ hai là hình thành lồi bằng cách ly tập tính. Phương pháp thứ ba đó là hình thành lồi bằng cách ly sinh thái. Phương pháp thứ tư là hình thành lồi nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa. Trong 4 phương pháp này, các em cần lưu ý lai xa và đa bội hóa là phương pháp hình thành lồi nhanh nhất, phổ biến ở thực vật, rất ít gặp ở động vật. Nội dung thứ năm trong phần tiến hóa đó là nguồn gốc sự sống. Trong nguồn gốc sự sống, các em cần chú ý 2 giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là tiến hóa hóa học. Trong tiến hóa hóa học, đây chính là quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ theo phương thức hóa học dưới tác dụng của các tác nhân trong tự nhiên, ví dụ như là sấm sét, núi lửa, vân vân. Giai đoạn thứ hai là tiến hóa tiền sinh học, là hình thành nên các tế bào sơ khai từ các đại phân tử và màng sinh học. Từ những tế bào sơ khai này hình thành nên cơ thể sống đầu tiên. Đó là nội dung của phần thứ năm. Ở nội dung thứ sáu, phát triển của sự sống trên trái đất. Trong sự phát triển sự sống trên trái đất, các em cần chú ý đặc điểm chính về sinh vật trong năm đại. Thứ nhất là đại thái cổ, thứ hai là đại nguyên sinh, thứ ba là đại cổ sinh, thứ tư là đại trung sinh và thứ năm là đại tăng sinh. Và lưu ý, các em chỉ cần nắm đặc điểm chính của các đại, chúng ta không đi sâu vào các kỹ. Đó là nội dung
trọng tâm cốt lõi của phần tiến hóa. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung của phần thứ bảy, sinh thái học. Trong phần sinh thái học, thầy trao đổi với các em 4 nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất đó là giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. Nội dung thứ hai đó là quần thể sinh vật. Nội dung thứ ba là quần xã sinh vật. Nội dung thứ tư đó là hệ sinh thái. Thì trong 4 nội dung này, thầy cũng chỉ sơ lược qua những nội dung gọi là trọng tâm, cốt lõi, chứ chúng ta không đi sâu vào từng chi tiết. Ở nội dung thứ nhất, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái, thì trong nội dung này các em cần nắm lại hai cái khái niệm. Một là giới hạn sinh thái. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian. Thì trong giới hạn sinh thái thường có hai khoảng chống chịu và một khoảng thuận lợi. Cái khái niệm thứ hai là ổ sinh thái. Ổ sinh thái là một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển. Ổ sinh thái thường có sự khác biệt so với nơi ở. Ổ sinh thái biểu hiện cách sống của loài, còn nơi ở là nơi cư trú của loài. Nội dung thứ hai là quần thể sinh vật. Các sinh vật trong tự nhiên không thể sống đơn lẻ, mà những sinh vật cùng loài thường tập trung lại với nhau, cùng không gian, cùng thời gian, có khả năng sinh ra thế hệ mới, thì chúng ta gọi là quần thể. Để phân biệt giữa quần thể này với quần thể khác, thường có các đặc trưng cơ bản như sau. Một là tỷ lệ giới tính. Hai là nhóm tuổi. Ba là sự phân bố cá thể của quần thể. Bốn là mật độ. Năm là kích thước của quần thể. Trong các đặc điểm này, chúng ta tìm hiểu kỹ đặc điểm về kích thước quần thể. Cụ thể như sau. Kích thước quần thể được hiểu đơn giản là số lượng cá thể của một quần thể. Trong đó, số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển thì chúng ta gọi là kích thước tối thiểu. Nếu số lượng nhỏ hơn mức tối thiểu thì quần thể có thể dẫn đến suy giảm và diệt vong. Khi số lượng cá thể lớn nhất đáp ứng được nhu cầu của môi trường thì chúng ta gọi là kích thước tối đa. Nếu quần thể lớn hơn mức kích thước tối đa thì tất yếu sẽ dẫn đến cạnh tranh. Kích thước của quần thể luôn luôn thay đổi và chịu tác động của phụ thuộc vào các yếu tố như mức sinh sản, tử vong, nhập cư và xuất cư. Nội dung thứ ba trong phần sinh thái học thầy cho chúng ta trao đổi đó là quần xã sinh vật. Các quần thể trong tự nhiên cũng không thể sống đơn lẻ, độc lập mà các quần thể phải có sự trao đổi qua lại với nhau, tạo thành một hệ thống được gọi là quần xã. Thì quần xã là tập hợp các cá thể của thuộc nhiều loài khác nhau, cùng không gian, cùng thời gian và có mối quan hệ qua lại, gắn bó như một thể thống nhất. Để phân biệt hai quần xã với nhau thì chúng ta cũng có hai cái đặc trưng cơ bản, đó là thành phần loài và sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Thì thường phân bố theo chiều ngang hoặc là theo chiều thẳng đứng. Các quần thể trong quần xã thường xuyên có những mối quan hệ qua lại với nhau, gồm có hai cái mối quan hệ chính. Đó là một là mối quan hệ hỗ trợ. Hỗ trợ chia làm 3 mối quan hệ nhỏ, đó là cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Mối quan hệ thứ hai đó là đối kháng. Đối kháng có gồm 4 mối quan hệ: cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong các mối quan hệ này, các em cần chú ý đặc điểm để phân biệt các mối quan hệ và ví dụ mà đã cho trong sách giáo khoa. Thì thường các câu hỏi trắc nghiệm tập trung nhiều ở phần ví dụ, các em cần chú ý. Nội dung thứ tư ở phần sinh thái học đó là hệ sinh thái. Hệ sinh thái được hiểu đơn giản gồm quần xã và nơi ở của quần xã, gọi là sinh cảnh. Qua cái khái niệm này chúng ta thấy
Hệ sinh thái chia làm hai thành phần cơ bản là sinh cảnh hay còn gọi là nhân tố vô sinh, quần xã hay còn gọi là yếu tố hữu sinh. Trong quần xã chia thành ba nhóm đối tượng: một là sinh vật sản xuất, hai sinh vật tiêu thụ, ba sinh vật phân giải. Trong hệ sinh thái thường có sự trao đổi chất giữa các quần thể trong quần xã và trao đổi năng lượng giữa môi trường và quần xã. Về trao đổi chất thường biểu hiện qua hai cái khái niệm, đó là lưới thức ăn và chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng. Trong đó mỗi loài là một mắt xích. Một mắt xích vừa ăn mắt xích phía trước, vừa làm thức ăn cho mắt xích phía sau. Có hai loại chuỗi thức ăn: chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ. Trong một quần xã, các chuỗi thức ăn có những mắt xích chung, chúng ta gọi là lưới thức ăn. Quần xã càng đa dạng thì lưới thức ăn càng phức tạp và ngược lại. Về trao đổi năng lượng trong quần xã được gọi là dòng năng lượng. Dòng năng lượng là sự chuyển đổi năng lượng qua các bậc dinh dưỡng. Dòng năng lượng thường có các đặc điểm chính như sau. Năng lượng đầu tiên có mặt trên trái đất là năng lượng ánh sáng mặt trời. Năng lượng trong hệ sinh thái thường truyền theo một chiều, từ sinh vật sản xuất qua sinh vật tiêu thụ ra môi trường. Năng lượng giảm dần qua các bậc dinh dưỡng. Để tính được năng lượng giảm như thế nào, chúng ta áp dụng tính hiệu suất sinh thái. Hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng. Trên đây là những nội dung cốt lõi của ba phần ứng dụng di truyền học, tiến hóa và sinh thái. Qua nội dung bài giảng, thầy hy vọng phần nào ôn tập đến các em những nội dung trọng tâm cốt lõi, giúp các em có hệ thống kiến thức thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thầy xin chúc các em học tốt và thi tốt.